Bài 4, lai hai cặp tính trạng. Nội dung của bài này bao gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thí nghiệm của Mendel và phần thứ hai là biến dị tổ hợp. Chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ nhất, thí nghiệm của Mendel. Cô có cái sơ đồ biểu thị lại thí nghiệm của Mendel. B, ông ta cho lai vàng trơn và xanh nhăn. Cái dấu phẩy ngăn cách ở giữa vàng và trơn này á là nó ngăn cách các cái tính trạng lại với nhau, và ông ta đem cho lai hai cái tính trạng, đó là vàng và xanh là một cặp tính trạng, trơn và nhăn là một cặp tính trạng. Thì ở F1 ông ta thu được là 100% vàng trơn. Cái phép lai bên cạnh là ông ta thay đổi cái vị trí của bố làm mẹ và vị trí của mẹ làm bố, giống như chúng ta đã học ở bài trước, đó là phép lai thuận nghịch đã được nhắc ở bài trước rồi. Và sau đó ông ta cho F1 này tự thụ phấn với nhau, thì ở F2 thu được là 315 hạt vàng trơn, 108 hạt xanh trơn, 101 hạt vàng nhăn và 32 hạt xanh nhăn. Rồi, chúng ta phân tích cái tỷ lệ này như sau. Hạt vàng trơn có số lượng là 315, vàng nhăn 101, xanh trơn 108 và xanh nhăn là 32. Nếu như ở bài trước cô tính tỷ lệ kiểu hình là cô sẽ lấy cái số lượng cái kiểu hình cần tính, cô chia cho tổng số lượng tất cả các kiểu hình. Thì tuy nhiên ở cái bài này cô sẽ giới thiệu cho các em một cách tính khá là đơn giản hơn. Đó là các em hãy chọn cái kiểu hình có số lượng thấp nhất. Ở đây số lượng thấp nhất của nó sẽ là xanh nhăn. Thì cô sẽ chọn xanh nhăn là số chia, còn các số còn lại sẽ là số bị chia. Thì cách tính lần lượt là xanh nhăn là cô sẽ lấy 32 này, cô chia cho 32 thì nó sẽ ra tỷ lệ là tương đương với 1, được chưa nào? Ở xanh trơn cô sẽ lấy là 108, cô chia cho 32 thì nó sẽ ra tỷ lệ tương đương sẽ là 3. Tương tự, 101 chia cho 32 nó sẽ ra tương đương 3, và 315 chia cho 32 thì nó sẽ tương đương là 9. Tỷ lệ kiểu hình ở F2 cô thu được tỷ lệ là 9331. 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Thì cái số tổ hợp cộng lại là bao nhiêu? Chúng ta sẽ lấy 9 cộng 3 cộng 3 cộng 1 thì số tổ hợp tạo ra nó sẽ là 16. Rồi, các em sẽ ghi khái niệm này, cái thí nghiệm này vào trong tập. Lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản. B thuần chủng là cho lai vàng trơn và xanh nhăn, F1 thu được vàng trơn. Ông ta cho F1 lai với F1 có nghĩa là vàng trơn của F1 cho lai với nhau. Thì F2 thu được là 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Các em hãy chép vào trong tập nào. Nếu như cô không tính cái tỷ lệ tất cả kiểu hình ở F2 mà cô chỉ muốn tính tỷ lệ của từng cặp màu sắc thôi thì cô sẽ có màu sắc như thế nào? Ở đây về màu sắc thì cô sẽ có hai màu, đó là màu vàng và màu xanh, được chưa? Cô muốn tính tỷ lệ của màu vàng chia màu xanh, đó là cô sẽ lấy cái số lượng của màu vàng ở các cái tỷ lệ kiểu hình này, cô cộng lại và sau đó là cô sẽ chia cho cái tỷ lệ màu xanh ở các cái kiểu hình. Thì màu vàng sẽ có số liệu sẽ là 315 cộng với lại 101. Màu xanh sẽ có số lượng là 108 và 32 cộng lại thì nó sẽ ra tỷ lệ là tương đương với lại 3, 3 vàng và 1 xanh. Tương tự, tiếp tục cô sẽ tính cái hình dạng của hạt. Thì hạt cô sẽ có hai hình dạng của hạt, đó là trơn và nhăn. Trơn sẽ có số lượng là 315 và còn một cái nữa đó là 108. Nhăn sẽ là 101 cộng cho 32 thì nó sẽ ra là 423,
chia cho 133 và nó cũng sẽ ra tỷ lệ là 31. Về tính trạng màu sắc hạt sẽ có tỷ lệ kiểu hình ở F2, giống như lúc nãy cô mới vừa tính ra đó là tỷ lệ là 3 hạt vàng, 1 hạt xanh thì tổng tổng của chúng ta sẽ là 4. Vậy thì tỷ lệ của hạt vàng và hạt xanh sẽ là 3/4 hạt vàng và 1/4 hạt xanh. Tương tự về tính trạng vỏ hạt sẽ có tỷ lệ kiểu hình ở F2 là 3/4 vỏ trơn và 1/4 vỏ nhăn. Nhưng mà tỷ lệ kiểu hình ở F2 thì lúc nãy chúng ta sinh ra tỷ lệ là bao nhiêu? 9/16 vàng trơn, 3/16 vàng nhăn, 3/16 xanh trơn và 1/16 xanh nhăn. Vậy các em hãy xác định mối quan hệ giữa tỷ lệ kiểu hình ở F2 và tỷ lệ của từng cặp tính trạng hợp thành nó. Cô ví dụ, kiểu hình vàng trơn là sẽ do hai cái tính trạng tạo thành nó là hạt vàng và vỏ trơn. Cô sẽ lấy tích rồi xem thử là cái F2 có phải là ra 9/16 hay không. Được chưa? Rồi, vàng của cô có tỷ lệ là 3/4, trơn của cô là 3/4. Cô lấy phép nhân, tích là phép nhân của hai cái số liệu này lại. Thì 3/4 nhân cho 3/4 nó chính là 9/16 vàng trơn. Tương tự, vàng nhăn là cô sẽ lấy hạt vàng nhân với lại vỏ nhăn là 3/4 nhân cho 1/4 thì nó sẽ ra là 3/16 vàng nhăn. Xanh trơn là hạt xanh lai với hạt trơn, 1/4 hạt xanh nhân với lại 3/4 vỏ trơn là ra 3/16 xanh trơn. Và cuối cùng là xanh nhăn, 1/4 nhân cho 1/4 là ra 1/16 xanh nhăn. Vậy thì cái kết quả này á, cho chúng ta được cái kết luận gì? Rồi, tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 sẽ bằng tích tỷ lệ của các cái tính trạng hợp thành nó. Cô lấy cái ví dụ này. Tỷ lệ của hai cặp tính trạng nhỏ hơn đó là 3 hạt vàng, 1 hạt xanh. Và bên cái hình dạng của vỏ thì sẽ có tỷ lệ là 3 vỏ trơn và 1 vỏ nhăn. Khi mà cô lấy tích của các hai cái cặp tính trạng này lại với nhau thì giống như là bên toán học mà các em nhân phân phối á. Thì đầu tiên các em sẽ lấy 3 hạt vàng nhân cho 3 vỏ trơn là sẽ ra 9 vàng trơn. Sau đó là hạt vàng nhân với lại vỏ nhăn thì nó sẽ ra là vàng nhăn. Tiếp theo sẽ là 3 vỏ trơn nhân với lại 1 hạt xanh thì nó sẽ ra là 3 xanh trơn và cuối cùng sẽ là 1 xanh nhăn. Đây là tỷ lệ là 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Rồi, các em hãy điền cái cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong cái câu sau đây. Khi là hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản, di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng của các tính trạng hợp thành nó. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy phép nhân của từng cái tính trạng hợp thành nó. Được chưa nào? Rồi, các em hãy ghi cái phần nhận xét này vào trong tập. Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản, di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Chúng ta cùng sang phần 2 là mã biến dị tổ hợp. Các em cùng quan sát lại cái hình và trả lời một số câu hỏi cho cô. Em hãy nêu cho cô số kiểu hình ở F2. Ở F2 có 4 kiểu hình, đó là vàng trơn, xanh trơn, vàng nhăn và xanh nhăn. Hãy nêu số kiểu hình khác P và F1. Thì chúng ta nhận thấy là có hai cái kiểu hình nó khác P và khác F1, đó là kiểu hình nào? Đó là vàng nhăn và xanh trơn. Hai cái kiểu hình này nó không có ở P và cũng không có ở F1 luôn. Vậy thì chúng ta hãy khái quát cho cô, thế nào được gọi là biến dị tổ hợp?
Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố, mẹ dẫn đến sự xuất hiện những kiểu hình khác B. Và cô cung cấp thêm đó là biến dị tổ hợp nó chỉ xuất hiện ở các loài giao phối thôi. Và nó sẽ không có ở các loài tự phối, có nghĩa là nó chỉ xuất hiện ở các loài sinh sản hữu tính, không có ở các loài sinh sản vô tính. Giải thích cái vấn đề này á, thì những loài giao phối hay là những cái loài sinh sản hữu tính á, thì trong quá trình phát sinh giao tử của nó sẽ tạo ra nhiều loại giao tử, và sự kết hợp ngẫu nhiên của các cái loại giao tử này trong quá trình thụ tinh sẽ làm xuất hiện các cái tổ hợp mới, làm phong phú cái vốn gen trong đời sống. Còn cái sinh sản vô tính là các cái cơ thể này sinh ra giống nhau và giống mẹ, do đó nếu mà sinh sản vô tính nó sẽ làm giới hạn cái vốn gen của nguồn sống. Rồi, nguyên nhân nào làm xuất hiện các biến dị tổ hợp thì cô mới vừa giải thích xong. Đó là do sự phân ly độc lập của các cái cặp tính trạng và sự tổ hợp lại các cái tính trạng của B làm xuất hiện các cái biến dị tổ hợp. Và ý nghĩa của biến dị tổ hợp nó chính là tạo nguồn nguyên liệu phong phú và đa dạng trong chọn giống và tiến hóa. Các em ghi cái phần này vào trong tập. Sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của B, làm xuất hiện các kiểu hình khác B, kiểu hình này gọi là biến dị tổ hợp. Ví dụ ở F2 xuất hiện các cái kiểu hình mới đó là vạn nhân và sinh trơn. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em làm các bài tập trắc nghiệm trên trang trực tuyến lớphoc.hcm.edu. Chúng ta học bài và chúng ta đọc và xem cái bài tiếp theo đó là hai like hai cặp tính trạng tiếp theo. Thì bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.